Chúng tôi rất cảm ơn sự trở lại của quý vị để tiếp tục câu chuyện chào buổi sáng. Thưa quý vị, chuyển sang một phần tin tức khác liên quan đến đời sống. Quý vị nhớ lại xem là mỗi lần mình đi siêu thị, mình cầm một món hàng lên, mình cần cái loại sản phẩm đó, mình xem mẫu mã, mình đọc nguồn gốc, mình đọc thông tin, mình cảm thấy là phù hợp với mình. Nhưng mà khi xem đến cái nguồn gốc xuất xứ thì ví dụ như chúng ta mà thấy Made in China thì chúng ta sẽ bỏ xuống lại. Quý vị có như vậy không? Nhưng mà một cái bản chắc chắn là như vậy. Dạ. Và một cái bản khảo sát người ta đã cho là nguồn gốc sản phẩm rất có ý nghĩa và đáng tin cậy đối với người tiêu dùng. Cho dù đó là thiết bị gia dụng hay hàng may mặc thì nguồn gốc sản xuất của sản phẩm thường là một trong những ưu tiên lớn nhất ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Vậy thì anh Mai Tuấn có biết là nguồn gốc của sản phẩm ở nước nào thì sẽ được đánh giá được tin cậy nhất không? Chắc chắn như chúng tôi thì là Made in USA là tin cậy nhất. Và cái đáng sợ nhất là Made in China. Và đứng thứ nhì? Đứng thứ nhì là Việt Nam. Là đáng tin cậy nhất? À không, đáng tin cậy. Tôi nói là cái đầu tiên là China. Rồi cái thứ hai là các quốc gia bên châu Âu là đáng tin cậy. Còn cái đáng khiếp sợ nhất đối với chúng tôi là China. Made in China. Đúng rồi. Có rất nhiều cái phong trào người ta kêu gọi là tẩy chay hàng Trung Quốc, là đặc biệt với cái kiểu mà ngang nhiên hống hách ngang ngược xâm phạm lãnh thổ của các nước như vậy. Thì Việt Nam, năm Hoàng Vy nhớ năm 2012-2013, rất nhiều phong trào đã nổi lên của người dân đòi hỏi phải tẩy chay hàng Trung Quốc là vì vậy. Nhưng mà theo kết quả khảo sát người tiêu dùng từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ thì vào năm 2017 dành cho hạng mục nguồn gốc sản phẩm đáng tin cậy nhất được công bố hôm 28 tháng 3 cho thấy những sản phẩm Made in Germany thì lại xếp hạng cao nhất. Và các quốc gia xếp hàng đầu đều được đánh giá rất kỹ lưỡng dựa trên các yếu tố như là sản xuất hợp lý, tính bền vững, độ độc đáo, giá trị, thiết kế của sản phẩm cũng như là chất lượng của các sản phẩm. Tiếp theo sau vị trí đầu bảng của Đức là lần lượt là Thụy Sĩ, Anh, Thụy Điển, Canada và Ý, vẫn chưa thấy bóng dáng Hoa Kỳ của chúng ta đâu. Hoa Kỳ đâu. Và Nhật Bản xếp hạng 8 và là đại diện châu Á duy nhất được người tiêu dùng toàn cầu đánh giá cao về nguồn gốc sản phẩm trong danh sách 20 nước đứng đầu bảng. Đây, Made in USA của anh Mai Tuấn cũng xếp thứ 8, đồng hạng với Nhật Bản và Pháp năm nay. Các vị trí xếp hạng cao còn lại phần lớn thuộc về các quốc gia châu Âu như là Phần Lan, Na Uy. Thì về chỉ số thương hiệu quốc gia thì họ cũng có đánh giá trong năm 2014, năm 2015 thì kết quả cho thấy Nhật Bản có thương hiệu quốc gia tốt nhất, trong khi Thụy Sĩ đứng thứ 2 và Đức đứng thứ 3. Đây là cái bản khảo sát như tin Hoàng Vy vừa đưa, thì quý khán giả thấy là bởi vì khảo sát chung cho cả những người châu Âu và cả những người, nói đúng là trên toàn cầu, công dân của toàn cầu. Đúng vậy, thì chúng tôi cũng không có dám có những tư tưởng đi nghịch lại cái bảng xếp hạng đó, bởi vì phải nói là nó khá chính xác. Chúng ta đi hiểu thấy điều ra đó rất rõ. Tuy nhiên thì với cái có thể là tôi chủ quan quá, là khi Hoàng Vy hỏi bất chợt nhưng mà đấy, thì tôi là người luôn luôn bây giờ vẫn cảm thấy rằng để hàng Made in China, in USA là number one. Bởi vì là một công dân Hoa Kỳ cho nên tất cả những cái gì từ Hoa Kỳ thì vẫn thường là số 1. Chính vì có cái tinh thần đó thì cho nên mới có thể là ủng hộ cái slogan của Tổng thống Donald Trump là Make America Great Again. Right. Và chúng ta thấy dĩ nhiên là những cái hàng quán như của Đức thì ngày xưa khi ở Việt Nam thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng như vậy, những hàng mà Made in Germany thì là rất là bền, đứng rất là bền, rất là tốt. Chúng tôi bằng cớ là có một lần chúng tôi đi, cái này là chuyện cá nhân nhưng mà để đưa ra để cho quý vị thấy là cái lời chúng tôi nói là đúng. Đúng ở đây không phải là ý của Mai Tuấn mà đúng chuyện là đúng như bằng khảo sát. Chúng tôi có đi tham dự một cái cuộc gọi là triển lãm rất là lớn ở một quốc gia nọ. Thì khi đến nơi thì cái quốc gia đó sản xuất rất nhiều các loại máy móc Hoàng Vy. Thế nhưng mà cũng chính người quốc gia đó họ nói rằng thì là nếu máy này là máy của Đức này thì nó mắc gấp 5 lần cái máy mà của Đức họ sản xuất ra. Thì cho chúng ta thấy một cái điều gì, tức là hàng quán của Đức rất có giá trị, đặc biệt là về vấn đề máy móc. Thế nhưng mà chúng ta thấy như Hoa Kỳ này thì những người tiêu dùng bình thường như chúng ta thì đâu có thấy hàng châu Âu. Bữa nãy tôi nói đúng nha, như là hàng bên châu Âu sau Hoa Kỳ. Nhưng mà không, chỉ không có nói Đức Quốc mà thôi. Thì ít nhất là cũng được một vài điểm nào đó phải không? Yeah. Thì chúng tôi vẫn có cái tinh thần nhìn nhận rõ, bởi vì họ hay thì mình phải nói là hay chứ, mình đâu có chối cãi được.
Vâng, chúng tôi gửi tới quý vị một cái tin kế tiếp, đó là và tình báo của Do Thái vừa cho biết là ở tại Syria có tới 3.000 quân thánh chiến người Trung Quốc đang tham chiến tại đây. Cái trang tin có tên là YNET đã dẫn nguồn một báo cáo từ Bộ Ngoại giao của Do Thái phát hiện ra là có hàng ngàn người Hồi giáo Trung Quốc hiện nay đang chiến đấu trong hàng ngũ của Nusafun, tức là của quân, có thể nói là quân khủng bố, một trong những chi nhánh của Al-Qaeda. Theo cái trang YNET này thì Trung Quốc rất sợ và rất lưu tâm về cái sự trở lại và ảnh hưởng của các tổ chức này đối với an ninh và lợi ích của họ ngay ở trong nước. Và chúng ta biết là Bắc Kinh đã tăng cường cái sự hiện diện của chính quân đội Trung Quốc, hay nói đúng hơn là cái bàn tay của Trung Quốc ở Syria, và họ đẩy mạnh cái sự liên hệ với chính quyền của Tổng thống Syria hiện nay, tức là ông Bashar al-Assad. Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chính trị của Do Thái là một trong những cơ quan tình báo rất có, gọi là có sự chính xác của Do Thái, cùng với tình báo quân sự của Mossad, thì người Trung Quốc trước đây ít xem trọng vấn đề Syria, nhưng ngày nay họ đã thay đổi hoàn toàn. Tại sao vậy? Vì như chúng tôi vừa thưa là họ sợ rằng những người Trung Quốc gốc Hồi giáo từ các cái vùng đất mà họ đã chia thống lãnh, gọi là như thể là Tân Cương rồi Tây Tạng, sang bên Syria để đánh chống lại với Tổng thống Assad, rồi những người đó khi được huấn luyện sẽ trở về Trung Quốc và trở thành những người thánh chiến khủng bố để chống lại chính quyền của Trung Quốc. Đó cho nên một trong những lý do mà họ sợ là như vậy. Và thưa quý khán giả, những người mà Hồi giáo Trung Quốc thì lại thuộc gốc của là người Kurd của Thổ Nhĩ Kỳ. Và Trung Quốc cũng rất bất bình vì chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã một phần nào giúp đỡ cho những người phiến quân này. Và đó là một trong những tin mà chúng tôi đưa. Cho nên là khi nói trở về Trung Quốc thì chúng ta nhìn thấy bề ngoài thế thôi, nhưng mà chưa chắc đã là như thế. Chúng ta nhìn lại quá khứ của Trung Quốc là tam quốc chí cơ mà. Biết đâu bây giờ nó là lục quốc thì sao? Thành thời ra Hoa Kỳ chúng ta có những cái khía cạnh, chúng tôi nghĩ thế và nhìn thấy, nhìn vào quá khứ. Thì chúng ta nhìn thấy một cái đất nước Trung Hoa đang bành trướng, thực sự là trỗi dậy và bành trướng. Nhưng mà bên trong một cái vỏ rất như vậy, đục, ở vậy. Bên trong là đầy cái sự ung nhọt và có rất nhiều vấn đề. Và Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hợp tác với Trung Quốc để chống lại những cái thành phần khủng bố Trung Quốc, như là cách đây hơn một tuần anh em chúng tôi cũng có thưa là Trung Quốc cũng đang rất là sốt ruột về vấn đề này. Thì đây, và anh Hoàng Vy nhớ anh Mai Tuấn cũng nói là nếu mà mình không gieo những việc đó, mình không làm, mình không gây chia rẽ, mình không tàn phá những cái làng mạc đất nước hay là những khu vực của họ, thì làm sao bây giờ mình có thể sợ là họ sẽ quay lại để họ khủng bố. Đúng như vậy. Họ chỉ mong, ví dụ như là chính quyền Tân Cương, những người Tân Cương thì họ cũng chỉ mong lấy lại cái mảnh đất quê hương của chính mình mà thôi. Đúng chứ, họ đâu có muốn lấy cả một cái đại lục Trung Quốc đâu. Nhưng mà khổ nỗi cho quý vị thấy rất rõ, Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng, Trung Quốc xu quân vào là lấy Tây Tạng, rồi Tân Cương, rồi Nội Mông, Ngoại Mông, tất cả đó là những cái mông nổi loạn xảy ra bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, và những phút ngắn ngủi cuối chương trình thì có một cái phần tin khác. Những người chuyên quan sát những cái vụ án mạng xảy ra gây cái sự chú ý của dư luận. Ví dụ như cái trường hợp mà cách đây 2 ngày, anh em chúng tôi cũng có thưa quý vị là trường hợp bé gái người Việt chỉ có mới 9 tuổi bị sát hại ở Nhật Bản. Rất là xót xa. Thì người ta đúc kết lại những cái vụ án như vậy và nhận ra là những cái vụ giết người thì trước đó hoặc là sau đó thì luôn sát thủ hoặc là cái người chủ mưu luôn đưa ra những cái thông điệp rất là bí ẩn trên mạng. Và nếu như thật sự có quan sát, có theo dõi những cái đối tượng này thì chúng ta sẽ phá án rất là nhanh chóng, hoặc là chúng ta sẽ ngăn ngừa được cái án mạng có thể xảy ra. Cái câu chuyện của bé gái người Việt 9 tuổi ở Nhật mất tích, bị bắt cóc ngay sau khi rời khỏi nhà đi học, thì vào cái buổi tối cùng ngày em mất tích đó, thì trên trang web 2chan đã xuất hiện một cái thông điệp lạ nhắc đến thi thể một bé gái, và họ nói là nếu trời ấm lên hãy tìm thi thể một bé gái dọc con kênh, thông điệp viết. Và
trở qua một trở đến nước Anh đi, ngay cái câu chuyện vừa rồi khủng bố ngay tại tòa nhà Quốc hội Anh cũng có thì những cái cũng tương tự như vậy. Thì cái tên cái chủ mưu đã gây ra cái vụ khủng bố thì họ cũng có những cái thông điệp mà họ mã hóa những cái thông điệp đó và họ đưa lên mạng, nhưng mà rất tiếc là cảnh sát đã không theo dõi cái nhân vật này, trong khi cái nhân vật này cũng đã từng có những cái từng tiền án tiền sự đã sử dụng bạo lực trước đây. Cho nên như hồi nãy Hoàng Vy thưa là nếu như cảnh sát mà theo dõi những tên khủng bố thực sự là kỹ lưỡng thì có thể là sẽ ngăn ngừa một vài cái vụ án quan trọng có thể xảy ra. Đó cũng là cái điều mà chúng tôi hoàn toàn đồng ý và đã nhiều lần, và ngay cả bây giờ quý vị đều đồng ý với chúng tôi rằng chúng ta sống trong một cái xã hội cái gì cũng mạng, cái gì cũng được tung lên mạng, cái gì cũng qua mạng. Thì có lẽ các cơ quan chính phủ, các cơ quan cảnh sát cần phải có những người, dĩ nhiên là họ đã có rồi, nhưng mà ý của chúng tôi muốn nói là cần phải có kỹ lưỡng và làm việc một cách xích sao hơn nữa để mới có thể khám phá là chặn được những cái vụ khủng bố Trở như vậy. lại cái vụ khủng bố Anh đó, anh Mai Tuấn, thì cái tên chủ chủ mưu nghi phạm đó đã trước đó đã có đính kèm một cái bài viết họ post lên trên mạng xã hội 4chan và đính kèm theo hình ảnh hai khẩu súng sử dụng mật mã Morse gồm các dấu chấm và gạch ngang, chỉ dẫn tới một cái trang ứng dụng khác cho phép lập cú pháp riêng cho ngôn ngữ lập trình. Vâng, thưa quý vị, đúng như Hoàng Vy vừa nói, với cái tình trạng hiện nay của thế giới Internet online và các trang Facebook, mà nói đúng hơn là nhiều nhiều nữa, thì những kẻ mà gây án hay là những vụ khủng bố đều có những cái mật mã riêng mà đôi lúc họ muốn như thể muốn giãi bày cái Dạ đúng rồi, muốn được chia sẻ về cái tội ác của mình cũng như những cái động cơ của mình. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đã hết giờ. Mong quý vị thông cảm và không quên mời quý vị theo dõi chương trình đấu giá chiều hôm nay với công ty Alexei của Lâm Triều Vĩ. Mong được gặp quý vị lại trong chương trình ngày mai.